Hôm nay em cho cả nhà em coi vườn rau của em. Mấy chim hót quá. Mấy chim hót quá. Đây. Tầng ô. Đeo tầng ô. Thì là nắng quá. Xà lách tím nè mấy bạn ơi. Xà lách tím. Ở đây là trung tâm rau. Rau sống. Đây những bụi hành của nhà mình. Bụi hành nhà mình đó. Quá chừng luôn. Mới tách ra. Đầy quá, mới tách ra. Mới tách ra đây. Bụi lớn, bụi nhỏ, bụi dừa. Quá chừng luôn. Đây, một hàng cà. Trong đây là cả rau cải phụng nè. Đuôi phụng. Cải đuôi phụng. Đẹp lắm cả nhà. Nhìn mà ai dướng cái dây. Rau muống. Luống rau muống. Cải bẹ xanh. Cả bể xanh đó cả nhà. Sáng nào cũng ra làm một rổ. Đây. Xà lách. Cải hoa hồng. Màu tím đây. Cái đó màu xanh này, màu tím là cả nhà. Đẹp lắm luôn. Mấy con chim nó hót, nó đòi cho ăn đó. Giờ chưa cho nó ăn, cái nó kêu sùm. Đợi mấy chim sẻ về nữa cho ăn luôn. Hoa cúc ở hội cho nhà mình đây. Về mình làm được 2 chậu, không biết kịp Tết không. Hôm kỳ thấy có chị nào quay lên, chụp lên thấy nó lớn quá. Còn nhà mình có nhiêu đây, không biết kịp không đây. Được 2 chậu để trước nhà. Nữa có đậu bún nó leo lên, mình quay cho cả nhà coi. Nha đam. Nha đam trồng 2 luống luôn. Mình mới cho xuống đất đó. À cây chanh. Cây chanh của hội cho mình hôm nay nó có bông rồi, chắc là sắp sửa có chát. Còn cây chanh nhà mình đây. Chanh này thấy ăn lá không? Chưa thấy trái. Đây cây chanh của hội mình bốc thăm trúng thưởng. Chanh không hạt. Của anh chị nào tài trợ không biết. À, hôm nay nó có bông rồi. Mình cho xuống đất luôn nè.
Cái này ngoài đây là vườn rau. Còn trong nhà nó hót thôi, vô trong đó nó ồn lắm. Cho cả nhà coi lại mấy bụi hành nhà mình nè. Cưng chưa? Cưng chưa? Mấy bụi hành nhà mình cưng chưa? Đó, cả nhà thích chưa? Còn cái táo nữa, ăn được mấy đợt rồi. Cái mướp, mướp này là Đài Loan chứ, sorry. Mướp Đài Loan của chị nè, trong họ vừa rồi nè, cho mình đây. Hôm nay nó được cỡ này rồi. Như đây nữa chứ, hai mấy ông ốc, ông ăn hết cái đọt, cái này mới cho lại đó. Gieo ba cây, cây đầu vậy lên tới đây. Đó, mướp nhà mình nó leo nè, ăn quá chừng ăn luôn. Còn một trái nó lủng lẳng đây. Đó, trái mướp, còn trái mướp nó lủng lẳng nè cả nhà. Nó nứt trong đất lá đó. Đó, thấy không? Lên thằng rào quá chuyện trái luôn. Đó, cả nhà nghe tiếng chim trong nhà mình nó hót không? Giờ nó đòi ăn đó, vui lắm. Nó hót đó. Hai cây hồng này. Bữa nào đậu cô ve chùm nó lên mình quay các bạn coi. Còn dưa lưới nữa, dưa lưới ở trên lầu đã có trái rồi, trái hôm nay cỡ mà trái banh rồi. Bữa nào mình quay cho bạn coi, nó bự bự chút. Bây giờ mình bye cả nhà nhé. Bye bye cả nhà nhé.